Vâng, đánh từ hơn 12 giờ mà chưa ăn cái gì cả đây anh em ạ. Quýt cũng đang rất mệt rồi. Đang rất mệt rồi. Có vẻ như hai game thủ chốt với nhau là đánh nốt C này thôi là sẽ nghỉ anh em nhá. Mệt quá rồi, đánh từ 12 giờ chưa ăn cái gì cả. Quýt cũng đang rất mệt rồi. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ sáu này thôi. Trận đấu thứ sáu này chúng ta đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Bài AC này cũng đã tiếp tục là có thêm hai cánh rừng dành cho game thủ Cam Quýt rồi. Vẫn còn đầu là bài cây luôn. Chào tất cả anh em. Chào hơn 300 anh em đã ở đây để ủng hộ cho game thủ Cam Quýt. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu thôi. Bài AC của game thủ Quýt đã có thấy cho mình bấy nhiêu bãi quả phụ này rồi. Đang cố gắng muốn đưa nốt cái con hươu trong bầy hươu đầu của mình về với nhân chính của mình. Có hai bãi quả phụ dành cho Quýt và bên kia có thêm một bầy hươu phụ nữa. Điều này phải Quýt là muốn đóng thêm chiếc S thứ hai ở đây và ăn cả hươu và cả cánh rừng này. 27 nông dân và kích ở đầu 8 dành cho kích 2 đầu 8 dành cho Quýt. Tiếp tục là một chiếc S nữa dành Quýt, một chiếc S thứ 3. Zokanta.
Nhà trận thi đấu này của Quýt là rất khủng. Bãi vàng đâu nhỉ? Cái bài vàng hơi xa. Ăn vàng để lên giáp 4. Không cần gần như trận đấu vừa rồi. Quýt chủ động luôn. Ăn vàng ngay từ thời điểm mà đang lên 3. Để tiếp tục là những nhà bên này. Biết trận thi đấu này thì đủ coi bên kia. Có còn một bài mà đi dâng L cao như trận thi đấu vừa rồi không và bị Quýt muốn đổ hết 3 nhà L. Homus 26% dành cho Chip Boy bên kia. Thời điểm này thì họ cũng đã bắt đầu là thời điểm mà họ chạy giò rồi. Vâng, bên kia họ có xe giò chứ không phải là chỉ số giò của họ là 26%. Họ có xe giò. Xe giò đã đầu bộ đổi màu ở nhà Cam Kit đây rồi. Hai chiếc E nữa, không biết ở đây có Ken được không. Vâng, không Ken được rồi. Đây sẽ là những nhà A tiếp theo của game thủ Cam Kit. Rồi, đã kín. Bên này vài chiếc E nữa và thêm hai lần thả những cái vàng nữa, chúng ta sẽ có đủ lượng vàng 50 vàng để nâng cái giáp 4 dành cho những con cung lực. Nhà của Cam Quýt đã khung lại hết rồi, đã khung lại hết. Điểm số của game thủ Chip Boy bên kia bắt đầu nhảy. Bắt đầu họ sẽ có lẽ là chạy những con quân của họ rồi. Khi mà con chém thì họ không cần nâng cấp cái gì cả và lên đời và họ chạy lên đời 3 và họ xin chém thôi. Đây là con giò của game thủ Chip Boy. Thêm một tơn nướng ăn vàng nữa thì thả về là sẽ đủ lượng vàng để nâng cây giáp 4 dành cho những con cung lờ của mình. Một con cung lờ sinh ra bên ngoài. Có lẽ là game thủ Cam Quýt sẽ đưa đi dò thế nhà của game thủ Chip Boy bên kia. Chưa thấy Chip Boy động tính gì. Đây tiếp tục là con dò của Chip Boy đây. Đang lờ vờn bên ngoài. Bài lại tiếp tục 3 lờ. Vâng, đây là hai tên chém của game thủ Chip Boy. Cẩn thận tên này, họ chắc chắn sẽ chém một cái giấy hàng E này. Điểm yếu của chúng ta là cái giấy hàng E này. Nhưng mà chúng ta đang có 6 con cung lờ nở ở bên trong. Nếu mà Chip Boy muốn đâm vào nhà Cam Quýt tần thiếu đây thì mài chắc chắn phải đạp xuống những con cung lờ, những con chém của mình. Thì những con cung lờ AC Zip sẽ là rất đau. Và đang cắt ra hai con cung lờ để đi tìm nhà của game thủ Chip Boy bên kia rồi. Vẫn chưa thấy nhà Chip Boy đâu cả. Đang hướng những con cung lờ lên góc 12 giờ. Tạm lại của Cam Quýt là 47 rồi. Còn một tên mà may quá Cam Quýt để ý. Không, tên kia họ sẽ vâng Kene một tên. Tiếp tục là họ đang muốn đẩy vào đây. Rồi tiếp tục nào. Tiếp tục vào đây, ông vào đây. Vào đây chúng ta đã có đây rất nhiều cung lờ. Có thế mà bên kia thì họ đang cái khe rất nhỏ thôi dành cho Chip Boy. Chip Boy sẽ bị bắt hết cái tên đi công này của Chip Boy. Ở nhà của Chip Boy đang bị bắn vào cái quanh ruộng. Rồi, bắt chọn được tên lao vào của Chip Boy trong tên thiếu vừa rồi. Cứ tưởng hay à. Chip Boy rình mà đi quanh nhà của Cam Quýt đi rình để kèn nè. Sợ thật. Tên chúng ta đã có giáp 4 rồi. Vừa rồi thì chúng ta đang bắt được tầm khoảng 6 con chém của game thủ Chip Boy. Và đây là một tên mà muốn đi công luôn. Nhà chúng ta chỉ cần một cái E nữa là sẽ kín.
Rồi đang rỉa được những con chém của cái chim bòi. Còn chim bòi thì đang kéo những con chém bên đây, muốn xô vào nhà của mình chúng ta quý sao. Rồi tam đài vừa rồi chúng ta bắt được con chém kia của chim bòi. Tam đài đang vùng lên, tiếp tục là giết những con chém, bắn rất đau luôn cho con cung LAC này. Cứ kiểu con bắn chặn vậy, giết một cái là xuống một chém luôn, con chém luôn. Bái vàng mà họ đang ăn cái bái vàng ngoài cho game thủ chip boy. Tham lai của game thủ cam quyết là 66 rồi. Gớm mắt thật. Một pha kene dành cho chip boy nhưng mà không vào được. Và cam quyết cho vào và bút mắt luôn cái tên mà vào đi công. Kia thì họ bắt đầu có 3L và 4L sao? 3-4L đây. Và đã đóng chiếc cho mình chiếc PC rồi. Và chúng ta cứ ở cái cánh rừng này thôi. Cam quyết sẽ đứng ở những cái chỗ mà gần với cái rừng và đốt những nhà VL của game thủ cam game thủ chim voi trước. Bắt đầu tăng thêm cho mình một chiếc nhà để có số 5. Còn chim voi cũng đang ra cho mình rất nhiều ruộng đấy. Tròn, bò tròn lại rất nhiều ruộng để cho chim voi. Nhưng họ vẫn đang ăn cái bãi vàng ngoài dành cho cái thủ chim bòi. Kìa họ đang có dân ở cái bãi vàng ngoài kìa. Điều quan trọng 7E dành cho cam quýt. Tên này chắc chắn sẽ được. Ở đây chúng ta có rất nhiều cung lở. Mà bên kia chim bòi đi sai rồi. Cảm giác đánh AC nó dễ hơn đánh đánh Yamoto bên kia. Cứ đánh lên giáp 4 xong đẩy thôi. Và quan trọng là nhà phải khung.